Так вот. А, хорошо, так что будем читать дальше, да? Chúng ta sẽ đọc tiếp nè, cái bài đọc của chúng ta. Так, như vậy ở đây chúng ta đã có một vài những từ. À, так, деньги. Chúng ta đang nói về карьера, tức là sự nghiệp, да? Карьера. Да. Деньги или творчество. Tiền hay là sự sáng tạo. Творчество. Творчество, да? Творчество. Chúng ta có từ này. Творчество là sự sáng tạo, да? А, так, а, творчество, творчество, для сы санта, да? А, творчество. С чего начинается карьера? А, cái sự nghiệp của chúng ta nó bắt đầu bằng cái gì? Первый ориентир. Chúng ta có từ ориентир. Ориентир. Вот первый ориентир. Ориентир это cái gì nào? Ориентир, да? Так. Orientir. Đó là cái sự định hướng đấy. Một cái orientir là một cái điểm đầu tiên để chúng ta có thể định hướng được đấy. Định hướng đó là cái gì? Orientir. Đấy. Orientatia đó, orientir và động từ orientir và là định hướng. À, ví dụ có những người đi vào trong rừng không biết định hướng để đường, tìm đường về nhà đấy. À đấy. Vâng. Gọi là orientir vật đấy. Nhiều miệt orientir vật đấy. Orientir vật sao? À, các bước thực hiện để đến mục tiêu. Nó. Первый ориентир. Tức là cái tiêu điểm đầu tiên đấy. Tiêu điểm đầu tiên. Это зарплата плат đấy. Tức là cái điểm đầu tiên để có thể là định hướng đó là gì? Đó là tiền lương. Понятно почему? Зарплата. Понятно почему? Количеством рублей. Tức là gì? Cái số lượng đồng rúp или UE. 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 Có nghe từ UE bao giờ không? Chưa. Đấy. U. Hoặc là có thể nghe rồi mà không ấn tượng. Uslop này à? U là uslop này единица. Единица. Uslop này единица. À, cái điều kiện duy nhất. Cái điều kiện uslop. À, единица là một cái đơn vị. Uslop này là đơn vị uslop này. Uslop này là ý nói rằng là gọi là gì nhỉ? Uslop này. Uslop này là kiểu như là thay thế. Chúng ta thường dùng là một đơn vị thay thế. Em nhé. À, đơn vị thay thế là đơn vị có tính gọi là có tính chưa có tính là mường tượng thôi. Vâng. À, như vậy là người ta nói rằng là количество рублей, đó là cái số lượng đồng tiền rúp hoặc là một cái đơn vị tiền tệ thay thế nào đó đấy, đơn vị tiền tệ thay thế nào đó. À đó, procesenit карьерный рост. À đấy, tức là người ta có thể đánh giá cái việc thăng tiến. Карьерный рост là việc thăng tiến. Карьерный, так, карьерный рост. Карьерный рост, tức là cái việc thăng tiến trong trong sự nghiệp. À, cái việc thăng tiến trong sự nghiệp đơn giản hơn có thể đánh giá bằng cái số lượng đồng tiền rúp. К тому же выпускники престижных вузов. Và thêm vào đó nữa, chúng ta có từ выпускник. Выпускник это кто? Выпускник. Выпускник. Выпускник là cái cậu sinh viên tốt nghiệp. Cái người tốt nghiệp. Выпускник. À, tốt nghiệp cái gì? Вуз. Tốt nghiệp. À, có hiểu cái từ вуз này không? Вуз. Không ạ. Đấy. Вуз. À, вуз. À, học ở các bạn học ở Nga là bao giờ các bạn phải hiểu cái từ này, đấy. À, thực chất là cái từ này là từ вуз, đấy. À, đó là gì nào? À, высшее учебные заведение, заведение, đấy, đó là trường đại học. Высшее учебное заведение là trường đại học, đấy. À, và chúng ta có tính từ престижный, престижный là danh giá, престижный danh giá, đấy. Престижный вуз là một trường đại học danh giá nào đó đấy. À, như vậy là gì? Выпускники престижных вузов. À, và học sinh tốt nghiệp các trường đại học danh giá. Это как правило. Chúng ta có thể hợp từ как правило. Правило. Как правило. Как правило. Đấy.
Мальчики и девочки из состоятельных семей. Chúng ta có từ từ состоятельная семья. Состоятельная семья. Состоятельная семья. Состоятельная семья. Да? К тому же, выпускники престижных вузов, это, как правило, мальчики и девочки из состоятельных семей. Состоятельная семья là gì? Là gia đình có điều kiện. Như vậy là người ta nói là gia gì? Đình thực thụ, gia đình có điều kiện. Gia đình có điều kiện. Đấy. Người ta nói rằng là gì? Những người mà tốt nghiệp những cái trường đại học danh giá thì về nguyên tắc, các private là về nguyên tắc. Về nguyên tắc. Thông thường là gì? Là về nguyên tắc đó là các cô bé, cậu bé của những cái gia đình có điều kiện. И они воспитаны на том, что деньги синоним жизненного успеха. Câu chú câu воспитаны на том, họ được giáo dục bằng cách. Они воспитаны на том, что đấy, họ được giáo dục bằng cách. Bằng cách gì? Rằng là tiền là синоним жизненного успеха. Đồng tiền đồng nghĩa với cái gì đó. Синоним жизненного успеха. Деньги. Синоним. Синоним. Là đồng nghĩa. Đồng nghĩa đấy, với sự thành công nghĩa. Trong cuộc sống. Với cái gì đó. Đà. Đà. Với lại cái sự thành công trong cuộc sống đấy. Синоним чего. Đấy. Синоним чего. Đồng nghĩa với cái gì. 26-летний Леонид. Anh chàng Леонид. 26 tuổi. Окончил МГУ, тот нет, чем Дайхаб Тонгов, Москва. Еще на третьем курсе устроился в мощную западную компанию. Khi mà anh ta còn đang học năm thứ ba, anh ta đã gì nào, устроился, đã làm việc, đã bắt đầu làm việc. Устроился, đã làm việc ở trong một cái công ty phương Tây lớn. Показал себе перспективным. Chúng ta trước hết chúng ta có động từ устроиться. Устроиться, устроиться, đấy là được nhận vào làm việc ở đâu đó, đấy, được nhận vào làm việc ở đâu đó, устроиться, đó. Ở đây chúng ta có tập hợp показать себя перспективным, показать себя перспективным. Перспективным. Себя показать себе перспективным. Cho thấy mình là một người có triển vọng. Перспективный. Đấy. Показать себя перспективным. Все тесты проходил с превосходными результатами. Tất cả các bài test đều trải qua. Chúng ta có превосходные результаты. Превосходные результаты. Это как зивай? Превосходные результаты là cái kết quả rất là tốt đấy. Kết quả rất là tuyệt vời. Превосходные là kết quả vượt trội. Превосходные là vượt trội. Anh ta đều có kết quả vượt trội. Превосходные. Xuất phát từ cái động từ восход. Восход, chúng ta hiểu cái từ восход thì chúng ta có nghĩa là thông thường là cái sự đi lên. Восход, восходит đấy, восходит. Превосход này là sự đi lên nhưng mà đi lên một cách vượt trội, gọi là pre nữa, còn hơn là cái chuyện đi lên nữa đấy. Như vậy thì chúng ta dịch là các kết quả vượt trội. Сегодня занимает. No. Cái đầu ngữ pre thì pre là đi qua. Sẽ... Vâng. Đi qua đấy, đi qua. Pre, còn pere. Pere là đi ngang. Vâng. Đi ngang đấy. Высокая должность. Высокая должность. Высокая должность. Высокая должность. Đấy. Но планирует, что каждый год будет. Hiện nay anh ta đang chiếm một cái vị trí cao, giữ một cái vị trí cao. Nhưng mà anh ta lên kế hoạch, planируют, lên kế hoạch, đấy, lên kế hoạch, cái từ lên kế hoạch chúng ta hay dùng này, planировать, planировать,
planiruyo. À, ví dụ như là ở nhà em nói là em có kế hoạch gì đó. Я планирую, Vâng. что через год я пойду работать. Đấy. Я планирую, что через год мы дадим ребенка в садик. À, em có kế hoạch là sau 1 năm là sẽ cho con đi nhà trẻ. Я пойду работать. Ví dụ vậy đấy. Đó, ví dụ vậy. Vâng. Планирует, что каждый год будет. Nhưng mà anh ta lên kế hoạch rằng là mỗi 1 năm anh ta sẽ làm gì nào? Anh ta sẽ bước lên đấy. Подниматься minimum. Anh ta ít ra là sẽ bước lên một bậc thang. Bước lên một bậc thang trong trong sự nghiệp. На одну карьерную ступеньку. Đấy. Chúng ta có khái niệm карьерная ступенька. Карьерная ступенька. Карьерная ступенька. Вот. Карьерная ступенька. Ступенька. Một bậc thang của sự nghiệp. И все ради того, чтобы через 4 года, và tất cả những điều đó để làm sao sau 4 năm anh ta có thể là kiếm được nhà ở đấy. Anh ta có thể mua được căn hộ. Заработать на квартиру. Đấy. Так. И все ради того là để làm gì? Ради того, что? Ради того, что, tức là để làm cái gì đó. Ради того, что, так, cấu trúc của chúng ta đấy. Ở đây là gì? Чтобы. Ради того, чтобы. Через 4 года заработать на квартиру. Заработать на квартиру. Tức là kiếm được căn hộ đấy. Заработать на квартиру Vâng. đấy. Он точно высчитал. Anh ta là gì? Точно высчитал. Anh ta đã tính toán rất chính xác. Высчитать. Высчитать. Точно высчитать. Точно высчитать. Tính toán một cách chính xác. Готов ради этого на все. Готов на все. Что такое готов на все? Tức là chuẩn Sẵn bị cho sàng. tất cả. Sẵn sàng làm tất cả mọi việc. À, Nghe chưa? Sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Đấy. cái từ ra đi ấy là có phải là Ra vui đi. vẻ không? Chia vô. Vì cái gì? Vì điều gì? Đấy. Như đàn ông hay nói là ra đi chia bé ya gà tốt nạp sổ. Vì em mà anh sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Kiểu thế. Đấy. À, Đấy. ra đi ra đà ra Ra đi ra chia vô. ra Ради этого. Vì cái điều đó. Vì cái điều gì nào? Anh ta tính toán thì làm sao sau 4 năm thì anh sẽ phải mua được nhà. Đấy. Готов на все ради чего? Anh ta sẵn sàng làm cái gì? Aska, No. скажите, пожалуйста, từ ra đi, это, có phải xuất phát từ từ ra không ạ? Từ ra, Không, từ không, radar, không. radar Không, không? ради là giới từ cách hai. Đấy. Giới từ À, ради, giới vâng. từ cách hai. Đấy. Ради cộng với cách hai. Ради là giới từ cộng với cách hai. Đấy. Ради. Ради cái gì đó. Vì cái gì đó. Đấy. Tiếp theo nào. Мне нравится ощущать себя профессионалом. Tôi thích cảm thấy mình là một người chuyên nghiệp. Ощущать себя. Ощущать. Đấy. Ощущать. Себя. Себя кем? Профессиональным. Профессиональным. Да? Нанным. Профессионалом. Ты думаешь, налом, я имею профессионалом. Ощущать себя профессионалом. Так вот, да? Đó. Thì như vậy đến đây chúng ta thấy đó, đó là cái cấu trúc của chúng ta. Đấy. Cảm thấy mình là một nhà chuyên nghiệp. Tác vụ cảm thấy mình là một nhà chuyên nghiệp. Tiếp theo nào. И нравится, что фирме ценят. Ценят что? Xin nhật. Ví dụ xin nào đúng không ạ? Đấy. Xin nhật. Ценят. Ценят là gì? Ценят là đánh giá cao. Đấy.
Vâng. là đánh giá cao. À, senit đấy, senit à, senia ani senia đấy, senia là đánh giá cao, người ta đánh giá cao cái tính chuyên nghiệp của tôi. Rascazet manager pozbuto, à chúng ta có manager pozbuto, me net net ger, Manager. manager là quản lý, Quản lý, pozbuto vâng. zbut zbut là bán hàng, tức là gì, quản lý bán hàng đấy, là nhân viên quản lý bán hàng, Vâng. cái người quản lý bán hàng à, đấy à, đó manager pozbut, có từ zbut, zbu và yuta vari, zbu và ta vari đấy đó. À, manager pozbut tức là một người quản lý bán hàng, group nơi targo với company à, của một cái công ty à, kinh doanh, công ty thương mại lớn này. Sergey L, à, anh ta tên là Sergey L. Carrera is drive. À, chúng ta có từ Chuyên drive. nghiệp. Drive. Drive là cái gì? Xuất phát từ cái từ tiếng Anh drive đấy. À, carrera đó là một cái động cơ. Drive là động cơ đấy. À, có thể nói là gì? Carrera is the vigatin. Vigatin là cái động cơ đấy. Nên nó cái Vâng. carrier navigation nghe nó bình thường, nghe nó phải drive, nghe nó mới oai đấy. Đó, đó là Vâng. từ từ ngoại lai, từ nhập ngoại. Ethanarcotic à, đó là cái thuốc phiện, tức là gây nghiện. Это высшая степень самоуважения, высшая степень самоуважения đấy. À, có từ самоуважение, самоуважение là gì nào, tự tôn trọng Quan mình trọng nhất. đấy, Vâng. cái tự tôn trọng mình à, cái lòng tự trọng, chúng ta gọi là lòng tự trọng, samovajenia, lòng tự trọng à, eta vysheye stepen samovajenia, đấy là đỉnh cao, đỉnh cao của cái lòng tự trọng. Cái đạp cha ghi vậy xả vê tu gồn cú à, chúng ta có động từ cha ghi vật xả, cha ghi vật xả, cha ghi vật xả cú đàn vật vasto vasto. Che Guevara là bị lôi cuốn vào cái gì? Bị lôi cuốn vào cái gì đó đấy. À, đây là vê tu gồn của à, vào cái cuộc đua đó. À, Che Guevara vasto và e tu gồn của à, bị lôi cuốn vào cái cuộc đua đó đấy. Cuộc đua à, cái từ này chúng ta ghi là cuộc đua đấy, vào cuộc đua, bị lôi kéo vào cuộc đua, vào cuộc đua tất cả đấy đó. À. Так, а, когда втягивается в эту гонку, то кажется, ничего важнее, интереснее в жизни нет. Thì có cảm tưởng như là không còn một cái gì thú vị và quan trọng hơn trong cuộc đời nữa. Я готов отдать рабочие 24 часа в сутки. Và tôi sẵn sàng làm việc 24 giờ trong một ngày. Đấy. Отдать рабочие. Dành cho. À, chúng ta có từ отдать. Рабочие. À, отдать рабочие là dành cho công việc. Đấy. Dành cho công việc. Dành cho à, công việc. Tạc đấy. À, tạc. Cả 24 giờ trong một ngày lấy đâu thời gian nghỉ. Đấy. Đúng không Dạ. nào? À, tạc. Chúa Sergei Panyat này. Cái gì? Chúa Sergei Panyat này. Những cái chúa là gì? Chúa ở đây chúng ta dịch là cái gì? Chúa Tức là cảm nhận. à đấy à, đó à, những cái ở đây chút trên thực tế chúng ta sẽ không dịch là cảm nhận, mà nên là những cái mong muốn của anh chàng này chúng ta cũng cảm thấy là gì, là dễ hiểu thôi. Nó các bữa ôn nhê nadar vào xét, nhưng làm sao để anh ta không bị sao nào, không bị quá sức đấy, nadar vào à, chúng ta có động từ nadruvat nad Rivatsa. Nadrivatsa là động từ thể chưa hoàn thành. Nhiê sơ vê sơ nư vít đấy. Và Nadarvatsa. À, đây là động từ thể hoàn thành. Sơ vê sơ nư vít đấy. Nadrivatsa, Nadarvatsa. Nadrivatsa, Nadarvatsa. À, вот так. À, как бы он не надорвался. À, để làm sao mà cậu ta không bị sao, không bị quá sức. Такие печальные финалы случаются, và những cái kết cục không mấy tốt đẹp nó cũng có thể xảy ra. Случаются. Đấy. Финалы. Финалы.
đấy à, phim nào đấy slu chai yut sa à, slu chai sa ta ki finale kakie pichale nie pichane finale slu chai yut sa pichan pi chale nie à, là buồn, những cái kết cục buồn, những kết cục buồn thì nó cũng có thể xảy ra. Ví dụ như là cô Elena T, à, cô Elena T tức là à, cô gái tên là Elena, работала администратором в огромной гостинице. Cô ta làm việc ở trong một cái gì nào? Ở trong một cái khách sạn lớn. Administratorem là à, người quản lý ở trong cái khách sạn lớn. Vdva 4 года, và năm 24 tuổi. Она уже имела два высших образования. Cô ta đã có hai bằng đại học đấy. Два имеет два высших образования. Người ta thường nói như vậy đấy. Высшее образование đó là высшее образование. Высшее образование là bằng đại học. Chúng ta gọi bằng đại học. Так. Và năm 24 tuổi thì cô ấy đã có hai bằng đại học. Английский и испанский знает в совершенстве. Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cô ấy nói một cách thành thạo đấy. Совершенстве. В совершенстве. Yes. Đấy. Знать в совершенстве. Совершенстве là thành thạo. Совершенстве. Да. No, почему в? В совершенстве là hoàn hảo. Да. Đấy. Cô ấy biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha một cách hoàn hảo. Совершенстве là hoàn hảo. Знать в совершенстве. Đấy. À đó. À, tức là nói một cách hoàn hảo. Сносно владеет французским. À, chúng ta lại có thêm một cái từ nữa. Сносно. 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 À, сносно có nghĩa là nói một cách rất là gì? À, chúng ta nói là nói như gió ấy. Đấy. Đấy. À, trong tiếng Việt chúng ta hay nói, ui cái thằng đấy á, à, nó nói tiếng Anh như gió ấy. Đấy. À, nói tiếng Việt như gió ấy, kiểu thế. Đấy. À, gọi là сносно. Đấy. Đó. Có nghĩa là gì? Cũng nói rất tốt. Владеет французским. Да? Сносно, сносно владеет. Владеет. Да? Владеет. Кем? Чем? Чем? Да? Чем? Да? Сносно владеет чем? Tức là gì? À, cô biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha một cách hoàn hảo. Nhưng mà tiếng Pháp thì cũng nói rất là cũng nói rất là ghê gớm đấy, cũng nói rất là nói như gió ấy, đấy. À, изучала немецкий, và hiện nay cô ấy còn đang học thêm tiếng Đức nữa. Красивая, умная, энергичная. Cô ta hả? Đẹp này, cô ta rất đẹp này, thông minh này và энергичная, tức là đầy nghị lực. Đấy, đầy nghị lực, đúng không nào? Đấy. Đẹp, thông minh, đầy nghị lực. Деловая và rất là gì? Деловая. Деловая rất là chăm gì? Chỉ. À, chăm chỉ cho công việc đấy, đam mê công việc. Карьерный рост давался ей естественно легко. Và à, cái sự thăng tiến trong nghề nghiệp đối với cô ta nó hoàn toàn rất tự nhiên và rất dễ dàng đấy. Bởi vì sao? Cô ta vừa có hình thức này, vừa có kiến thức đấy. À, умная, красивая, энергичная, деловая, đấy. À, еще знает 4 языка. Đấy, вот так вот. À đó. À thế là sao nào? À зарплата 15.000 рублей. Cái tiền lương của cô hàng tháng là 15.000 rúp, tức là à, khoảng 20 năm trước đây cái bài nó viết là khoảng năm 2004 đấy. À, lúc đó 15.000 rúp thì bây giờ nó phải độ khoảng là nó phải ở cái độ cái khoảng là khoảng 150.000 đấy. Đó. Vâng. À, đúng không nào? Đấy. Đó. Vừa như gì lưu à, mà lại là 15.000 rúp trong trong một tuần cơ. Đấy. Chứ không phải trong một tháng. Mà lúc đó mà cái 15.000 rúp trong một tháng có nghĩa là trong trong một tuần, mà trong một tháng thì có nghĩa là 4 tuần của cô là phải 60.000 rúp. 60.000 rúp lúc đó thì bây giờ em tưởng tượng 60.000 rúp lúc đó là so với cái tiền bây giờ nó phải là bao nhiêu đấy. Đúng không nào? Vâng. Вот. Окружение признало её. Окружение là gì? Окружение là những окружение là những cái người mà làm xung quanh cô ấy đấy. Окружение, người ta gọi là окружение.
окружение, признала những cái bạn đồng nghiệp công nhận rằng là cô ta là sao? Её лидерские наклонности. Chúng ta có từ наклонность. Наклонность là cái gì vậy? Наклонность là cái thiên hướng. Лидерские. Лидерские. Tức là có cái xu hướng, có cái thiên hướng làm lãnh đạo. Leader là người dẫn đầu. Anh chưa? Наклонности. Đấy. Đó. Окружение. Chúng ta có thêm từ окружение. 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 Là những người làm việc cùng với cô ấy. Признала. Xác nhận rằng cô ấy có cái thiên hướng làm người dẫn đầu. Đấy. Leader. Елена по 12-14 часов пропадала в отеле. Cô ta làm việc ở hotel này từ 12 cho đến 14 tiếng. Оказалось, что не знает, что такое усталость. Có cảm tưởng như cô ta không biết thế nào là mệt mỏi cả. Но однажды, ни с того, ни с сего. Nhưng mà có một lần. Nhưng mà có một lần là gì nào? Bất thình lình. Đấy. Ни с того, ни с сего. Ни с того, ни с сего. Bất ngờ. Tức là không có một cái nguyên nhân nào cả. Đấy. Прямо в холле гостиницы. Và ở ngay giữa cái gì nào? Giữa cái sảnh của hotel đấy. Упала без сознания, cô ta bị ngất. Упала без сознания, ta bị ngất đấy. Упать, упала. Cái cụm từ упала без сознания, ngất đúng không ạ? Да. Без сознания. Без сознания. Упала без сознания. Без сознания là không còn nhận thức. Mất nhận thức. Упала без сознания. Упасть. Без сознания. Là cô ta bị ngất. Chúng ta dịch là cô ta bị ngất. Месяц находила в коме. Một tháng cô ta nằm là gì nào? Trong bị trong hôn mê. В коме. Đấy. В коме. В коме. Là bị hôn mê. Находила в коме. Выписалась из больницы инвалидом. Và khi cô ta từ bệnh viện trở về thì lại đã là một cái người gì? Một người tàn tật rồi. Đấy. Đó có thể là gì? Đó có thể là cô ta bị xuất huyết não chẳng hạn đấy. Mình gọi là tiếng Việt mình nó có một cái câu gì là anh ta bị cái khi mà chúng ta hay gọi là đơn giản là bị tai biến đấy, tai biến mạch máu não đấy. Đó. Dạ vâng ạ. Dừng bài đây nhé. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài tới. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.